đám cưới của cặp đôi ông cháu ở Hải Phòng hot nhất ngày hôm nay. Cách biệt tuổi tác không thể ngăn cản tình yêu, vì thế có không ít cặp đôi ông cháu, bà cháu công khai tổ chức hôn lễ, cho dù bị dư luận xăm soi. Chẳng hạn như mối tình của Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều ngày nào từng là đề tài được đưa ra bàn luận khắp các ngõ ngách Facebook, thì mới đây lại xuất hiện đám cưới của một cặp đôi ở Hải Phòng, khiến dân mạng đặc biệt quan tâm chú ý. Nhân vật chính được cho là một cô gái trẻ chỉ mới ngoài 20 tuổi và cụ ông ưu 70. Hôn lễ được tổ chức trong một nhà hàng sang trọng với sự có mặt chúc phúc của gia đình, người thân và bạn bè. Hôn lễ của cặp đôi ông cháu ở Hải Phòng hôm nay được dân mạng đặc biệt quan tâm chú ý. Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cô dâu và chú rể đang hạnh phúc cùng nhau tung hoa cưới. Nhưng dân mạng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như xét về mặt ngoại hình thì cô dâu và chú rể trông giống như hai ông cháu. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút hàng trăm nghìn lượt bình luận và chia sẻ, bàn tán về cặp đôi ông cháu này. Không ít ý kiến ngưỡng mộ tình yêu của cặp đôi không phân biệt tuổi tác và chúc mừng hạnh phúc cho họ. Hôn lễ được tổ chức tại nhà hàng sang trọng có rất nhiều người thân, bạn bè đến chúc mừng cặp đôi. Tuy nhiên cũng có vài ý kiến tuy chưa rõ thực hư nhưng vẫn cứ lao vào chỉ trích cô gái ham tiền của, chấp nhận lấy người chồng có thể hơn tuổi ông ngoại. Một vài ý kiến lại cho rằng cụ ông này lần đầu tiên kết hôn chứ không phải đã có vợ con gì. Việc ông tìm được một người phụ nữ đồng ý chung sống với mình là điều đáng mừng, chúc cho họ được hạnh phúc bền lâu. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô dâu chú rể tung bông trong lễ cưới vẫn đang được chia sẻ rầm rộ. Đám cưới của cặp đôi này vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo dư luận. Mỗi người một ý kiến, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu thực hư và cập nhật sớm nhất có thể. Choáng váng với cuộc hôn nhân chồng 73 vợ 28 và nguyên nhân đẫm nước mắt đằng sau. Cuộc hôn nhân với khoảng cách tuổi tác quá lớn, nhưng khi biết nguyên nhân thực sự phía sau, tất cả đều rơi lệ. Mới đây dư luận Trung Quốc dậy sóng trước cuộc hôn nhân có sự chênh lệch tuổi tác quá lớn của một cặp vợ chồng trên một chương trình truyền hình của quốc gia này. Tất cả trường quay cũng như người xem đều choáng váng khi cặp vợ chồng này chênh lệch nhau tới 45 tuổi. Người chồng năm nay đã 73, người vợ thì có 28. Cả hai đã có với nhau một cậu con trai chung, vô cùng kháu khỉnh. Khi được hỏi về lý do nào mà cô gái lại có thể bất chấp sự chênh lệch tuổi tác quá lớn như vậy để kết hôn với người đáng tuổi cha mình, thì nhận được câu trả lời khiến tất cả đều rơi lệ. Người phụ nữ này cho biết không phải ham giàu sang vinh hoa hay chỉ vì muốn chơi trội mà làm điều này, mà tất cả bắt đầu bằng hai chữ ân tình. Cô đã kể về câu chuyện của chính mình và nguyên nhân thật sự dẫn đến quyết định này. Cô cho biết ông Jan Fenquen chính là người bạn tri kỷ cũng như là bác sĩ điều trị cho cha cô khi đang bệnh nặng. Trong lúc người cha đáng thương của cô mang trọng bệnh thì chỉ có ông Jan và cô luôn túc trực ngày đêm chăm sóc, không quản ngại khó khăn, mệt mỏi hay vất vả. Trong khi đó những người anh, người chị của cô thì cảm thấy cha họ là gánh nặng cho họ mà không thèm về thăm hay chăm sóc. Hỏi thăm mà chỉ chăm chăm với công việc gia đình và những mối bận tâm khác. Khi cha cô qua đời, cũng chỉ có cô và người bạn tri kỷ của ông là ông Jan bên cạnh lo hậu sự một cách chu toàn mà không hề thấy tâm hơi của những đứa con bất hiếu. Ông đã để lại một bức thư cho cô con gái út hiếu thảo với mong muốn cô có thể giúp ông đền đáp ơn nghĩa những gì ông Jan bỏ ra. Sau đó vài năm cô bị anh chị mình gán ghép với những người đàn ông có tiền với mong muốn có thể nhờ vả hay kiếm chác gì đó từ cậu em rể có tiền. Nhưng họ đã không thực hiện được mong muốn bởi sự lạnh nhạt hờ hững của cô dành cho những mối quan hệ này. Bởi trong tim cô, hình ảnh về một người đàn ông trung niên ấm áp tốt bụng và rất tình nghĩa đã ngự trị. Cuối cùng cô đi tìm ông Jan và bày tỏ ý muốn được cùng ông kết hôn khi biết được người vợ trước đây của ông đã mất được nhiều năm. Ban đầu ông Jan kiên quyết cự tuyệt và khuyên nhủ cô hãy nghĩ lại và lấy một người đàn ông có điều kiện để chăm sóc cho mình. Nhưng với sự kiên định cùng tình cảm chân thành, ông cuối cùng đã đồng ý mặc sự bàn tán xung quanh. Cuộc sống gia đình của hai người giờ vô cùng hạnh phúc bên cậu con trai nhỏ của cả hai, cùng với con riêng của ông, một cái kết vô cùng viên mãn. Choáng với cặp đôi lệch nhau 43 tuổi khiến cộng đồng bất ngờ. Bỏ qua dị nghị, chuyện tình bát cháo của đôi vợ chồng chênh lệch 43 tuổi vẫn vững bền. Câu chuyện tình bát cháo của ông Học chị Bích từng khiến người dân tò mò, dị nghị suốt một thời gian dài. Đó là câu chuyện tình cảm động của hai người chênh lệch nhau 43 tuổi.
ông Ngô Thanh Học sinh năm 1940 và chị Nguyễn Thị Bích sinh năm 1983. Hiện tại, hai vợ chồng sinh được 3 người con sau khi kết hôn vào năm 2010. Dọc đường vào thôn Ngõ Khê, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, Hà Nam, hỏi vào gia đình ông Học, chị Bích, ai cũng biết bởi câu chuyện tình bác cháu từng khiến người dân ở đây tò mò, dị nghị suốt một thời gian dài. Chúng tôi được một người dân ở thôn Ngõ Khê dẫn tới tận nhà cặp vợ chồng có 102 này. Khi vào bên trong nhà, gặp ông Học, chúng tôi chào ông và được ông Học mời vào nhà uống nước. Người vợ trẻ của ông loay hoay với 3 đứa con nhỏ. Nếu không được ông giới thiệu người đang bế cháu nhỏ kia là vợ, thì chúng tôi tưởng là con dâu hay con gái ông. Dỗ dành đứa con út chưa được 1 tuổi đang khóc, ông Học kể về cuộc đời ông, về thời trai trẻ khi đi kháng chiến chống Mỹ ở Quảng Bình, Quảng Trị. Được vài năm sau ngày ông nhập ngũ, ở quê nhà, mẹ ông nhận tin dữ từ tờ giấy báo tử của con trai. Thương con, bà cụ lâm bệnh và qua đời. Mãi đến năm 1980, tức 20 năm sau, ông Học bất ngờ trở về quê nhà trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mê. Người thân trong họ hàng ông cũng nhớ mơ hồ, ông đi lang thang hết nơi này đến nơi khác. Đến năm 1990, trí nhớ của ông Học mới dần hồi phục, nhận ra anh em họ hàng, rồi tự mình kiếm sống bằng nghề nhặt ve chai. Thời điểm ấy, ông đã 50 tuổi, nghĩ rằng cũng an phận nên cũng không nghĩ đến việc lấy vợ sinh con. Năm 2010, hai người kết hôn. Sau 2 năm, họ sinh đôi một trai, một gái. Đến năm 2016, họ sinh tiếp một bé gái. Kể về duyên phận của mình, ông Học chia sẻ rằng hạnh phúc đến với tôi quá bất ngờ. Vì trước đó chính tôi cũng không tin rằng mình sẽ có vợ, có con như những người khác. Bởi sau khi trở về quê, tôi đã lớn tuổi. Theo ông Học, tuy ông và vợ là người cùng thôn, nhưng ngày ông đi lính thì chị Bích chưa chào đời. Đến khi ông về thì chị Bích lại đi làm xa. Đến sau này khi chị Bích về quê ở hẳn chăm mẹ ốm thì hai người mới gặp nhau. Kể về mối tình bác cháu, chị Bích vui vẻ. Thời gian đầu vì thương người đàn ông sống một mình lại hay ốm đau nên chị thường xuyên qua lại hỏi thăm, giúp đỡ ông Học. Khi đó hai người vẫn gọi với nhau là bác, xưng cháu. Tôi bắt đầu để ý bác ấy từ hôm bác ấy trổ tài xem tướng. Khi xem đường tình duyên, bác ấy bảo rằng tôi sắp gặp được người gắn bó với mình suốt cuộc đời. Lúc đó tôi chợt nghĩ, thôi chẳng tìm đâu xa nữa, chỉ bằng tìm ngay người bên cạnh. Hồi bấy giờ, tuy tôi đã 29 tuổi, nhưng không phải là không có người theo. Nhưng số tôi lận đận, tình duyên mỗi lúc tưởng như sắp thành lại tan vỡ. Thế nên tôi mới để ý đến bác Học. Mọi chuyện là do tôi chủ động hết cả, chị Bích kể. Ông Học 78 tuổi, bên con gái út chưa được 1 tuổi. Khi quyết định lấy ông Học, nhiều người bảo chị Bích bị điên, hâm. Kể cả họ hàng bên nhà ông Học cũng phản đối quyết liệt. Nhưng cuối cùng họ vẫn lên xã đăng ký kết hôn. Cũng vì lý do này mà mới 35 tuổi, quá nửa người dân trong cái làng Ngô Khê đều gọi chị Nguyễn Thị Bích là bà. Phần là bởi vì ông Học chồng chị là người có vai vế cao trong tộc và ông cũng đã gần tuổi bác Tuần. Nhiều người không biết tưởng tôi là con dâu ông Học. Họ gọi chị, cô và bà sau khi biết chúng tôi là vợ chồng. Người vợ trẻ tâm sự, cuộc sống của cả gia đình hiện trông chờ vào lương thương binh của ông Học, 1,6 triệu đồng một tháng. Mặc dù cuộc sống hiện tại ngày càng khó khăn khi nuôi 3 đứa nhỏ, tuy nhiên khi được hỏi nếu thời gian quay trở lại, chị có lấy người đàn ông hơn mình 43 tuổi, chị Bích nói, nếu được chọn lại lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn ông Học làm chồng. Ông Học tâm sự, trời cho mình được như thế nào thì mình được từng đó. Hiện tôi có vợ trẻ và 3 đứa con là lộc trời rồi. Sau hôn nhân, cuộc sống khó khăn bởi họ phải nuôi 3 đứa nhỏ, tất cả trông chờ vào đồng lương hưu thương binh của ông Học 1,6 triệu đồng một tháng. Ông Học tâm sự, trời cho mình được như thế nào thì mình được từng đó. Hiện tôi có vợ trẻ và 3 đứa con là lộc trời rồi. Chị Bích nói, nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn ông Học làm chồng. Cả làng đổ xô xem đám cưới của bà lão 62 với cậu bé 7 tuổi. Ai cũng sốc nặng khi biết sự thật lại là hôn lễ của chú rể 7 tuổi trong khi cô dâu đã 62. Đã có 5 người con gây chấn động dư luận. Đám cưới giữa những cặp đôi đủ lệch đã không còn là điều xa lạ, nhưng khoảng cách chênh lệch tuổi tác giữa cặp đôi này vẫn khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Mới đây, hôn lễ của một cậu bé 7 tuổi với người phụ nữ 62 tuổi đang là tâm điểm được nhiều người chú ý. Cậu bé Sanie Masilela, 7 tuổi, ở Nam Phi, đã kết hôn với một người phụ nữ còn lớn hơn tuổi mẹ mình. Vợ của cậu là Helen Lowe, người phụ nữ 62 tuổi, từng có một đời chồng và 5 người con. Được biết, nguyên nhân Helen chấp nhận kết hôn cùng với người còn ít tuổi hơn con trai út của mình rất nhiều bởi vì di ngôn của tổ tiên. Helen và Sane chỉ cần tổ chức đám cưới để bảo vệ gia đình mà không cần đăng ký kết hôn ràng buộc về pháp lý
Thậm chí người chồng trước đã từng chung sống 30 năm với Helen và các con của cô cũng tham dự hôn lễ này. Chúng tôi rất hạnh phúc khi hôn lễ diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi không quan tâm người khác nói gì, bởi đây là lời của tổ tiên, người chồng cũ chia sẻ. Mẹ của cậu bé cho biết, sau hôn lễ, họ vẫn sống chung với nhau như bình thường. Thằng bé nói với tôi rằng, nó thật sự vui khi kết hôn với Helen. Đó chỉ là hôn lễ để trấn an tổ tiên. Sau hôn lễ, thằng bé vẫn đi học bình thường. Nhưng có lẽ tương lai khi trưởng thành, nó sẽ kết hôn với một người con gái khác.